Thừa hưởng máu kinh doanh từ người cha của mình, anh Nguyễn Khắc Hiếu, Thanh Ba, Phú Thọ luôn ấp ủ làm giàu từ khi còn trẻ. Với số vốn ít ỏi được thừa hưởng từ gia đình, năm 17 tuổi, anh lập một mô hình chăn nuôi ở quê nhà. Đến năm 21 tuổi, anh Hiếu đã có trong tay một số vốn để tiếp tục mở rộng kinh doanh sang các mô hình khác. Tưởng chừng hướng kinh doanh mới sẽ thành công, nhưng do sự thiếu hiểu biết cũng như đặt lòng tin vào nhầm chỗ, chưa đầy một năm, các mô hình của anh đều nhận về thua lỗ và thất bại. Về khởi nghiệp thì xuất phát tôi là một người nông dân, cũng trải qua là đi làm ruộng, làm công nhân, thế rồi thì là cũng nhiều ngành nghề. Thế đến năm 2008, 2009 thì tôi thuê được khu đất này của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba. Tôi lập nghiệp từ đấy, mặc dù khi khởi nghiệp nó rất vất vả vì do cái điều kiện vốn liếng và công nghệ tại thời điểm đấy nó còn hạn chế. Qua 11 năm phát triển, có cái sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như chính quyền của huyện Thanh Ba, bạn bè, anh em bạn bè giúp đỡ đồng vốn, thì hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái nhà máy gạch tuy nen chính quy và hoạt động năm 2019 và bắt đầu có sản phẩm mới. Lúc mới xuống Hà Nội, anh Hiếu bắt đầu công việc xách vội vữa với 8.000 đồng một ngày công. Nhưng với quyết tâm cao và ý chí phấn đấu, anh Hiếu mày mò học hỏi thêm nghề sửa điện để làm thêm vào buổi tối. Sau 3 năm chăm chỉ làm lụng, anh đã trả được hết nợ ngân hàng và dư giả mua một chiếc xe máy. Năm 2009, anh bắt tay xây dựng lò gạch với số vốn 1 tỷ lấy từ việc bán đàn lợn 25 con và vay mượn ngân hàng. 4 tháng sau thì những viên gạch đầu tiên ra đời, nhưng không phải may mắn lúc nào cũng tới. Mẻ gạch đầu tiên bị lỗi nên không bán được. Anh đã phải thức trắng đêm suy nghĩ và tìm hiểu nguyên nhân cũng như đi tìm tham khảo các lò gạch khác ở trong vùng và anh đã tìm ra được cách khắc phục. Lúc này, mỗi lò gạch của anh cho ra thị trường khoảng 1,8 vạn. Sau 1 năm tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng công suất lên 2,9 vạn gạch. Do gạch đạt chất lượng tốt nên nhiều người đã tìm đến gạch của anh để mua. Diện tích của tôi thì hiện nay đang thuê của nhà nước là 20.000 m². Sản lượng của chúng tôi hiện nay đạt trên 40 triệu sản phẩm trên 1 năm. Cũng bán ở trong thị trường nội tỉnh, cũng là tiêu thụ hết sản phẩm để phục vụ bà con trong nội tỉnh. Tại với 3 lần thay đổi công nghệ thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một nhà gạch tuy nen trần phẳng với sản lượng là hiện tại chúng tôi đang khai thác là hơn 40 triệu sản phẩm 1 năm. Và chất lượng sản phẩm thì cũng đã được công nhận là ISO 9001 để phục vụ cho vấn đề xây dựng và các công trình lớn cũng đã thâm nhập và chúng tôi đang phục vụ các công trình lớn ở tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và cũng là nhiều nhất là ở khu công nghiệp Phú Hà. Áp dụng vào các cái mô hình tời, cẩu trục và lắp robot để giảm được cái nhân công lao động và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cụ thể nhất là đem cái cường độ bên gạch nó rất là tốt. Hiện nay cơ sở sản xuất gạch của anh Hiếu đã tạo việc làm cho từ 40 đến 50 lao động, thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Công ty cũng tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống điện, đường, đóng góp, ủng hộ các quỹ do địa phương phát động lên đến hơn 200 triệu đồng trên một năm. Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi, cộng với sự quyết tâm mạnh mẽ, vượt qua mọi thất bại, phá bỏ mọi ranh giới. Cùng với đó là sự cần cù, chịu khó của một người đàn ông luôn mang trong mình ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.